Giả như nó không xuất hiện, gia đình mình đã được trọn vẹn. Không thể để nó cũng cướp con đi. Em, bé bị nhiễm virus Rota rồi. Giả như mẹ biết sớm hơn, để tất cả không còn là giả như. Mẹ hãy gặp bác sĩ để được tư vấn chủng ngừa virus Rota cho bé ngay từ 6 tuần tuổi.